Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục với series tiếp theo đây. Thì ở phần này mình update về con SBS. Như trước mình có nói nhưng mà mình chưa kịp update thì này nó đã có dấu hiệu rồi mọi người ơi. Và muốn biết dấu hiệu gì đó thì mình intro nhé. Đây, để mình cho mọi người coi dấu hiệu của một con FPS nó đang bị suy dần. Thì con FPS này như mọi người thấy ở những video trước thì mình có mua nó về là hơn được 2 tuần đúng không? Thì nay nó đã có dấu hiệu nó bị suy dần nè. Suy dần tức là ở cái đầu của nó nè, nó đang bắt đầu bung thịt và nó trắng lòi cái xương ra. Đó, như các bạn thấy đó là cái ngọn ở trên đó là nó còn thịt thấy không? Đó, nó chưa có bị bung thịt, tức là nó chưa bị yếu. Còn như mấy ngọn ở dưới này, nó bị trắng đầu, xong nó có cái tựa thịt nó đung đưa đó, mọi người thấy không? Đó, tức là còn hồn mình đang có vấn đề và con SPS này nó đang bị yếu dần. Đó, ở trên này, mọi người sẽ để ý nha. Đó, nó có cái rong bám, tức là cái phần nó bị chết. Còn nếu nó đang phát triển á, thì nó sẽ ít khi nó bị bám rong vào đó lắm. Và phát triển thì mình sẽ thấy ở những cái đầu này nè, nó sẽ phát triển ra cái khung xương trắng trước, xong từ từ thì nó mới lan lên. Nhưng mà cái này dễ bị nhầm lẫn là không phải nó phát triển mà nó đang bị yếu đi. Và đương nhiên rồi, mình chắc chắn mình biết nguyên nhân của nó bị yếu đi rồi. Hồ mình quá dơ, hồ mình dơ với cái luồng nó đánh qua, nó không có đủ mạnh để nó đẩy hết tất cả những cái rong mà nó đang bám trên bề mặt đi nè, thấy không? Đấy. Nhưng mà ở dưới gốc thì nó vẫn chưa có bị gì nha. Ở dưới gốc là nó vẫn còn khỏe mạnh, polyp nở căng nè mọi người thấy không? Nhưng mà nếu mà mình cứ để lâu mà không xử lý hồ á, thì chắc chắn là con FPS này sẽ không trụ nổi. Thấy không, mọi người để ý ở phần ngọn nha, polyp nó sẽ không căng nhưng mà phần gốc nở rất là căng, tròn, polyp tròn. Thì đây là những cái dấu hiệu mình phải hay để ý hồ để xem cái sự suy yếu của con san hô của mình á, thì mình biết mình xử lý kịp thời. Thì tất nhiên là hồ của mình là đầu 3BO4 nó vượt ngưỡng rồi, cho nên là chắc chắn nó sẽ bị yếu thôi. Còn về chất á thì nó không có bị ảnh hưởng nhiều đâu. Chất là mình thay muối rồi các thứ đều đặn, nó sẽ không bao giờ bị thiếu chất. Chủ yếu là mình không có xử lý được cái hàm lượng chất dơ trong hồ á, cho nên là NO3 của mình vẫn còn cao lắm. Đó, rêu nó còn bám lên cả cỏ nữa nè mọi người. Đó, ở trong kia thì rêu nó bay phập phùng lên kìa. Đó, dù mình đã tăng thêm cái luồng này rồi nhưng mà nó thổi ở dưới đáy lên thôi, nó không có thổi ngang qua cái bề mặt. Còn lại cái con này nó vẫn là bất tử mọi người ơi. Con này vẫn phát triển mạnh lắm, nó còn mọc thêm cái chồi con nữa kìa. Em búa này thì ngon lành, không có việc gì xảy ra. Và đây cũng là hồ mình nó đang mở đèn lên á. Đèn nó đang lên á. Đèn này là đèn lờ mờ thôi nhưng mà polyp của nó cũng đã căng lắm rồi. Đó. Sao? Còn con sao băng này thì nó yếu rồi. Nó yếu từ cái đợt mà mình chữa rêu rồi. Giờ rêu nó được nước cái nó bám lên nè. Với lại từ cái đợt mà bị hư chu lờ, cái nó sốc nhiệt cái nó bung hết thịt luôn. Con này nó nhạy cảm á. Nó tuy nó sống trâu trâu thật nhưng mà lúc mà nó bị sốc một cái gì đó nhạy cảm đó. Nhưng mà mình cứ để đó, nếu như nó còn 1-2 bông sống đó, thì sau này nó vẫn lan lại. Mình vẫn cố gắng mình để nó, mình cứu nó. Mình vẫn chà rêu mặt hàng ngày nó. Và ngày tiếp theo thì nó đã bắt đầu cục polyp rồi mọi người ơi. Mình đã để tới ngày hôm sau thì nó đã bắt đầu nó cục polyp lại. Và rêu nó mọc rất là nhiều luôn. Rêu nó bám trên bề mặt san hô rất là nhiều. Mọi người để ý nha. Đó.
ngay cả đến cái chân của nó cũng bắt đầu không còn bám và nó lột thịt dần rồi. Đây nè, để chỉ cho mọi người thấy, đó, cái chỗ dưới đó nó lột thịt dần rồi. Còn lại mấy cái con LBS này thì nó nở căng đét luôn. Tại LBS mà nó đâu có khó tính về NO3, BO4 đâu mọi người. Nè, búa đồ cỏ nó nở nó bung bình thường. Chỉ có con FPS nó khó tính lắm. Nó chỉ cần thay đổi môi trường hay nước vô một xíu là nó sẽ có vấn đề ngay. Mà cái dòng này mình chưa kịp tìm hiểu gì nữa để mình làm video cho mọi người về con này thì nó lại sắp hẹo mất tiêu rồi. Còn con sao băng kia thì con sao băng kia thì nó chóc hết thịt luôn rồi. Cái còn mỗi cái mấy cái polyp hoa rêu bị bám bề mặt, không biết nó sống nổi không đây. Nhưng mà thôi, mình cứ để đó, mình cố gắng mình cứu nó, mình dưỡng nó sao xem sao, tại vì nó vẫn còn polyp, nó vẫn còn cái polyp, chỉ là cái thịt nó bị bung hết rồi. Còn con FPS này chắc nó cứ vật vờ như vậy nè mọi người, không biết đến khi nào. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình chăm thay nước, với lại mình thử đi mua thêm một vài sản phẩm khác để mình về mình chăm, mình cứu nó xem sao. Tại vì dòng SPS Việt đó, rất là khó chăm. Mình có chơi với rất là nhiều người ở trong hội nhóm thì một số người nói chung là họ rất là kén nuôi SPS Việt. Hầu như là họ bảo là SPS nhập lại dễ chơi hơn rất là nhiều SPS Việt đó. Và mình cũng cảm nhận được như vậy, giống như trước mình chơi mấy con táo nhập hay là Monty hay là mấy cái dòng ấy á mọi người. Mình cũng thấy nó lớn rất là nhanh và rất là dễ luôn, nó không có khắc nghiệt như mấy con SPS Việt này. Như hồ mình nó chỉ có dơ và mình đã xử lý cũng đó một phần rồi đó. Nhưng mà nó vẫn không có chịu nha, nó vẫn rất khó tính. Và bắt đầu ngày hôm nay nó lột thịt nhiều hơn rồi nè, ở cái đầu nè, nó lột thịt nhiều hơn rồi và nó đang bị yếu từ trên xuống, và cái chân cũng có dấu hiệu nó bắt đầu lột đi, màu nó không còn tươi nữa, bây giờ nó đang chuyển dần sang màu nâu rồi. Và nếu mọi người nhìn kỹ thì sẽ thấy là rêu bám trên bề mặt rất là nhiều đó, có bọt bóng thở kìa, có cả cái bọt bóng nó thở trên đấy kìa đó. Mình nghĩ chắc là nó không sống nổi đâu, nhưng mà mình cứ cố gắng mình cứu nó xem sao. Nó về hồ cũng được hơn một tuần hai tuần rồi, mà cái hồ của mình thì nó lại đang kiểu bị bão NO3 BO4 rất là cao, hồ dơ nữa. Chất thì không có sợ nó thiếu hay nó bất ổn đâu mọi người, tại vì nhìn con FPS mà dễ chơi nhất ở dưới này nó sống rất là khỏe mạnh bình thường, không bị rêu bám được như mặt gì luôn. Còn mấy con LBS nữa, Akan, Bracto, búa nữa, lỡ căng nét luôn. Cỏ cũng vậy, chỉ riêng cái con này khó tính quá. Mình cũng chưa có kịp tìm hiểu nhiều về nó để mà nuôi chăm nữa, cho nên là nó khó. Chắc có thể là nó sắp đi rồi mọi người. Lại phải sắm một em mới rồi. Thôi thì video của mình là chỉ có cập nhật về tình trạng của con SPS này thôi. Thì video của mình sẽ kết thúc ở tại đây. Thì mong mọi người nếu có theo dõi series sau thì mình hãy nhấn vào cái nút like và nút đăng ký để mình nhận thông báo, YouTube nó không bỏ thông báo của mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chào mọi người.